Thực hiện nghị quyết số 05 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình hoạt động thể thao phù hợp nhằm góp phần nâng cao sức khỏe lẫn đời sống tinh thần cho hội viên. Các mô hình câu lạc bộ aerobic cộng đồng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu xây dựng và nhân rộng từ cách đây khoảng 10 năm. Mô hình này phù hợp với nhu cầu sở thích của nhiều chị em phụ nữ thành phố muốn có sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe lẫn thỏa mãn niềm đam mê cá nhân. Bản thân mình cũng là người rất là yêu sức khỏe, yêu thể dục thể thao, cũng như là muốn kết nối lại mọi người yêu sức khỏe. Rồi qua Zalo, Facebook mình lan tỏa những cái ý tưởng đấy thì mọi người biết đến. Mình kết nối với các cái trung tâm để thay đổi huấn luyện viên cho nó đổi mới mẻ trong những cái bài tập thôi. Giai điệu nhạc kết hợp với những bước nhảy sôi động, uyển chuyển của aerobic luôn tạo ra bầu không khí vui tươi, gắn kết trong mỗi buổi tập. Chính vì vậy, ngoài chị em phụ nữ, nhiều câu lạc bộ còn thu hút cả nam thành viên tham gia. Ban đầu là một nhóm rất nhỏ ở đây, thì chúng tôi đi chạy dài và đi bộ, thấy thế là tôi vào, từ đó trở đi là cùng góp phần cùng với lại anh chị em trong câu lạc bộ là phát triển nhân dần nên nhân rộng lên. Bộ môn này thì tất cả các lứa tuổi đều tham gia được, tạo cho mình một cái niềm hứng khởi và lan tỏa rất là tốt. Năm nay là cô 68 tuổi rồi, tham gia vào câu lạc bộ này năm nay đã 10 năm. Từ ngày tập đến bây giờ, niềm đam mê không thể nào có môn gì sánh nổi được. Hoạt ở câu lạc bộ này rất là vui, được gặp tất cả các chị anh, chị em, bạn bè. Ngoài aerobic thì dân vũ thể thao cũng là mô hình được các cấp hội phụ nữ chọn lựa nhân rộng để lan tỏa tinh thần vui khỏe gắn kết, sẻ chia trong chị em. Thì cái câu lạc bộ dân vũ này nó là một sự động lực để cho chị em phụ nữ có sức khỏe, có năng động, nhất là không phân biệt tuổi tác. Thường thường phụ nữ là nội trợ, nhưng bây giờ nó có một cái sân chơi bổ ích để cho phụ nữ trong các ấp với nhau á, mình giao lưu, mình học hỏi, thậm chí là mình thỏa thích cái sự đam mê nhảy múa của mình. Điều đáng mừng là phong trào luyện tập thể dục thể thao trong chị em phụ nữ không chỉ phát triển ở các đô thị lớn mà đang dần nở rộ tại các xã vùng sâu vùng xa thông qua vai trò của tổ chức hội. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc thành lập đã thu hút gần 20 hội viên, không chỉ tạo ra sân chơi cho chị em rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần tăng tính gắn kết giữa các chị em với nhau. Chị em rất là hào hứng, thì cũng mong của xã Bầu Lâm tạo điều kiện cho chị em cho mình có cái sân chơi lành mạnh. Triển khai nghị quyết 05 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 100% cơ sở hội phụ nữ trong tỉnh đều xây dựng các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu sở thích của hội viên. Hiện toàn tỉnh có hơn 400 mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý, thu hút gần 10.000 hội viên tham gia. Trong đó đông đảo nhất là các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền nữ, cầu lông, quần vợt. Các mô hình câu lạc bộ này duy trì luyện tập thường xuyên tại các trung tâm văn hóa xã, phường, thị trấn, nhà thi đấu đa năng cấp huyện, tỉnh và thường xuyên được hội kết nối tổ chức giao lưu thi đấu vào các dịp lễ Tết. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lẫn sức khỏe cho hội viên.